Hello, xin chào cả nhà buổi sáng hôm nay. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2023 cả nhà ơi. Thì sáng hôm nay là mình sẽ cập nhật cho cả nhà về cái hiện trạng của trái sầu riêng non ở trong vườn nhà mình. Như đã chia sẻ với cả nhà về các video trước thì vườn sầu riêng của mình đây thì chủ yếu là cây sầu riêng tơ các bạn. Và cây lớn nhất là 7 năm tuổi. Hôm nay thì những trái sầu riêng non ở trong vườn nhà mình thì đã bước sang tuổi 21-22 ngày rồi các bạn. Đây, trái nó xem như thế này các bạn. Đây là những trái nhỏ hơn một tí xíu. Nhỏ hơn một tí xíu. Đó. Toàn bộ vườn là đều trái như thế này nè các bạn. Những cái hệ thống như thế này là mình sẽ tiếp tục tỉa trái đi trong một cái thời gian sớm nhất nha các bạn. Mình sẽ triển khai nó càng sớm càng tốt. Mình sẽ tỉa bớt đi. Mình không để nhiều như thế này, trên một cành như thế này là đối với hệ thống trái như thế này là quá nhiều rồi các bạn. Vậy cho nên là mình sẽ phải sẽ tiến hành tỉa bớt. Mình sẽ tỉa sớm nhất có thể. Tỉa bớt đây cho nó ngốn nhiều năng lượng của cây lắm các bạn. Đó, thì hệ thống trái sầu riêng non của trong vườn nhà mình á là nó xem như vậy các bạn ạ. Tuy nhiên là các bạn biết sao? Thời gian vừa qua hơn 2 tuần vừa qua thì như mình đã chia sẻ ở các video trước, trên vùng Tây Nguyên nói chung và Crong Bách nói riêng là mưa nhiều các bạn, mưa nhiều và liên tục á, thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là cây nó đi đọt nhanh hơn so với cái kế hoạch, cái thời gian dự kiến. Như các bạn đã biết, cây sầu riêng đang mang trái thì kể từ cái thời điểm trước khi sổ nhụy, sát cái ngày sổ nhụy nha các bạn, thì chúng ta đã phải hoàn thiện cái bộ lá của cây rồi, hoàn thiện cái cơi đọt lúc đó rồi. Thì từ lúc đó cho đến khoảng chừng là 1 tháng đến 45 ngày sau thì cái cơi đọt thứ hai nó mới bắt đầu đi, đúng không? Cái cơi đọt tiếp theo nó mới bắt đầu đi. Tuy nhiên á, thì trong những cái điều kiện thời tiết và phân ở trong đất, đặc biệt là liên quan đến đạm, mà nó đột ngột nó tăng cao đó, thì trời mưa là cái điều kiện rất dễ dàng cho cái lượng đạm nó tăng ở trong đất. Và cái lượng đạm tăng lên thì đọt nó sẽ rất dễ đi sớm hơn so với kế hoạch. Và vườn sầu riêng ở nhà mình đây cũng vậy thôi. Thời gian qua mưa nhiều và cho nên là lượng đạm trong đất nó đã tăng rồi, độ ẩm cao thì nó sẽ dẫn tới là việc đất dễ đi đọt, và các cái cây sầu riêng đang mang trái của vườn nhà mình nó cũng đang bấp mé đi đọt nè các bạn. Đây, đọt nó đã sáng rồi các bạn. Nó dần dần mở ra rồi nè. Đây nè. Nó dần dần mở ra rồi nè. Đó. Và các cái đọt nách nó cũng bắt đầu đi rồi các bạn nè. Thấy không? Đó. Đây, như cái thằng này thì nó thể hiện nó rõ hơn các bạn nè. Vậy cho nên là cái trong cái thời điểm này mà đọt nó đi thì nó tương đối là nguy hiểm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mang trái của cây nha cả nhà. Nếu mà đọt nó đi mạnh á thì nó rất là dễ làm cho trái nó bị rụng. Thì điều này người làm sầu riêng giống như là chúng ta thì ai cũng biết rồi,
dầu dưỡng cây nó thật sự khỏe mạnh, nó đủ sức vừa nuôi đọt mà vừa nuôi trái nữa thì nó mới giữ trái được ở trên cây, và nó cho cái trái nó tương đối là chất lượng. Còn nếu không nữa thì nó sẽ làm rụng trái các bạn. Nó sẽ làm rụng trái non một cách là không bình thường. Và nếu như mà những cái trái non nào đang còn ở trên cây nữa thì nó sẽ rất là dễ bị giật trái, làm cho trái bị méo mó, bị đèo, và chất lượng của trái nó sẽ bị kém. Thế điều này đòi hỏi là mình sẽ phải tác động làm sao để chặn cái đọt này lại, không cho nó đi nữa, kiềm chế cái đọt này lại. Mình bắt buộc phải thực hiện cái việc chặn đọt sớm trong ngay và luôn tại thời điểm này. Vậy cho nên là chiều tối hôm qua thì mình đã có phun cho các cái cây mang trái ở trong vườn sầu riêng nhà mình một cái bộ thuốc để dùng để chặn đọt, dùng để ức chế đọt, không cho đọt phát triển nữa. Và đây là cái bộ sản phẩm mình đã sử dụng vào chiều tối ngày hôm qua để phun chặn đọt, làm đứng đọt cho các cái cây sầu riêng nhà mình. MX3, thành phần đọng của nó chỉ có 1% thôi cả. Lân chức năng là 21% và kali chức năng là 21%. Ngoài ra còn có kẽm nè, lưu huỳnh nè, mangan nè, một số cái vi lượng. Mình dùng một hũ này 400 gram. Cái sản phẩm thứ hai là một cái loại thuốc trừ bệnh cho cây cả nhà. Nó giống như là Anvin, thành phần của nó y chang như là Anvin luôn nha cả nhà. Hexacorazone 5%. Loại này là mình dùng 2 chai, mỗi chai là 450 ml. Sản phẩm thứ ba nó là mình pha thêm thuốc trừ nhện đỏ đúng liều lượng, bởi vì trong vườn của mình cũng đã có lác đác nhện đỏ, vậy cho nên là mình phun thêm cái loại này để mà phòng ngừa cái nhện đỏ. Thì nguyên một cái bộ này mình sẽ dùng cho 200 lít nước. Như là thằng này là một lon nè, một lọ là 400 gram nè, hai chai này là 950 ml nè, và cái thằng trừ nhện này mình pha đúng liều lượng. 200 lít nước thì mình chỉ pha là 150 ml của cái nhện đỏ này thôi, đó là đúng liều lượng của nhện đỏ. Thì nguyên một cái bộ này mình sẽ pha cho 200 lít nước nha các bạn, và mình phun ở ngoài tán cây, không phun trực tiếp vào trong quả, và phun lúc sáng sớm hoặc là chiều mát. Cái loại thuốc trừ bệnh này thì mình cũng có thể là thay bằng Anvin được nha. Anvin thì là lấy chai 1 lít để pha cho 200 lít nước, tức là một chai 1 lít của cái thằng Anvin cộng với lại MX3 một lọ, và đó cơ bản nếu như mà phun chặn đọt thì dùng cái bộ đó thôi. Còn cái sản phẩm này là sản phẩm phụ đi theo thôi. Ok, mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những cái video tiếp theo. Các bạn xem video của mình mà chưa đăng ký kênh của mình, cảm thấy là video của mình có nhiều cái điểm thú vị bổ ích cho các bạn, hữu ích cho các bạn, thì các bạn vui lòng đăng ký kênh của mình nhé. Thân chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, sảng khoái và thành công.